Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem video của Vietnam Discovery. Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có các hệ thống giao thông thuận lợi kết nối với các tỉnh trong vùng như là quốc lộ 1A nối Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, đường cao tốc 18 nối sân bay quốc tế Nội Bài, Bắc Ninh, Hạ Long, quốc lộ 38 nối Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, trục đường sắt xuyên Việt chạy qua Bắc Ninh đi Lạng Sơn và Trung Quốc, mạng đường thủy sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình rất thuận lợi, nối Bắc Ninh với hệ thống cảng sông và cảng biển của vùng, tạo cho Bắc Ninh là địa bàn mở gắn với phát triển của thủ đô Hà Nội, theo định hướng xây dựng các thành phố vệ tinh và sự phân bố công nghiệp của Hà Nội. Bắc Ninh là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng và là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu vực có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh của cả nước tạo cho Bắc Ninh nhiều lợi thế về phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, Bắc Ninh còn gây ấn tượng bởi sức bật ngoạn mục và là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực điện tử và phụ trợ điện tử hàng đầu thế giới như là Samsung, Canon, Foxconn. Bên cạnh các khu công nghiệp tập trung, tỉnh còn quy hoạch 32 cụm công nghiệp với tổng diện tích 864,89 ha, trong đó có 22 cụm đã đi vào hoạt động. Địa bàn tỉnh đang có 3 tuyến cao tốc đi qua gồm cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh. Hệ thống giao thông đối ngoại với 3 tuyến quốc lộ 18, quốc lộ 38, quốc lộ 17. Cùng với đó là hệ thống giao thông đối nội gồm 14 tuyến đường tỉnh hiện có với tổng chiều dài 250,97 km, các tuyến đường huyện dài 308,93 km, đường đô thị dài gần 325 km. Để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, mỗi năm, tỉnh dành hàng chục nghìn tỷ đồng thực hiện dự án chuyển tiếp như đầu tư xây dựng cầu Phật Tích, Đại Đồng Thanh, cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du, Thuận Thành, cầu nét trên đường DT-295 đoạn Yên Phong, Từ Sơn và cầu đổng xếp hai nút giao thông quốc lộ 1A với DT-278. Trong video ngày hôm nay sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn toàn cảnh tiến độ dự án cầu Phật Tích, một trong những cây cầu vòm thép cao nhất Việt Nam. Cầu Phật Tích gần 2.000 tỷ đồng bắc qua sông Đuống với thiết kế 5 vòm thép từ mặt nước tới đỉnh cao 87 mét, mang hình tượng rồng, dự kiến thông xe cuối tháng 6. Theo thiết kế, phần thân cầu được làm bằng bê tông cốt thép kết hợp vòm thép và hệ thống dây cáp treo vào mặt cầu, mặt cắt ngang cầu rộng 22,5 mét, thiết kế 4 làn ô tô, lê bộ hành mỗi bên 2 mét, cầu chính dài 440 mét, cầu dẫn phía bắc dài hơn 623 mét, phía nam dài hơn 173 mét. Cầu Phật Tích Đại Đồng Thanh là một cây cầu bắc qua sông Đuống, đang trong quá trình thi công xây dựng, nối liền hai huyện Tiên Du và Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh. Cầu có tổng chiều dài hơn 1.500 mét, điểm đầu thuộc địa phận xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du và điểm cuối tại xã Đại Đồng Thanh, huyện Thuận Thành. Cầu được thiết kế quy mô vĩnh cửu bê tông cốt thép, kết hợp vòm thép và hệ dây cáp treo vào mặt cầu, mặt cắt ngang cầu rộng 22,5 mét, với kiến trúc 5 nhịp vòm cao từ 40m cho tới 67m. Hai đầu cầu bố trí lối đi bộ hành lên cầu kết nối đi lại thuận tiện với đường quy hoạch khu di tích Lăng Kinh Dương Vương và phạm vi đường dẫn bên phía đê bối Cảnh Hưng. Cây cầu như một dải lụa vắt qua sông Đuống, những nhịp cầu khi soi bóng xuống dòng sông tạo nên hình ảnh chiếc nón quai thao đặc trưng của người quan họ. Hình dáng kiến trúc cầu có 5 vòm chịu lực mang hình tượng cặp rồng thời Lý. Với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dự án cầu Phật Tích Đại Đồng Thành có tổng chiều dài hơn 1.500 mét, rộng 22,5 mét, với kiến trúc 5 nhịp vòm cao từ 40 mét cho tới 67 mét. Từ mặt nước lên tới đỉnh vòm thép của cầu có độ cao lên tới 87 mét và là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Cầu có kiến trúc với 5 vòm chịu lực mang hình tượng cặp rồng thời Lý, thân rồng cuộn hình chữ S, giữa đỉnh vòm là đầu cặp rồng cất cao, đối xứng nhau qua hòn ngọc, tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời. Mỗi thân rồng có 12 vây, tượng trưng cho 12 tháng, mưa thuận gió hòa trong năm. Cầu Phật Tích Đại Đồng Thanh bắc qua sông Đuống, nối huyện Tiên Du và Thuận Thành, được khởi công từ năm 2018. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh với chiều dài hơn 1,5 km, tổng mức đầu tư 1.927 tỷ đồng. Từ tháng 3, cầu hoàn thành lắp đặt 5 nhịp vòm thép. Đây là hạng mục có kỹ thuật và biện pháp thi công phức tạp khó nhất của dự án. Từ mặt nước lên tới đỉnh vòm cao khoảng 87 mét, cao nhất Việt Nam.
để thi công hạng mục nhịp vòm thép, nhà thầu phải huy động cân cẩu nặng 800 tấn từ miền Nam di chuyển khoảng 1 tháng bằng đường thủy. Giao thông đường thủy tấp nập phía dưới cầu, sông Đuống vốn là tuyến đường thủy kết nối 3 địa phương lớn của miền Bắc là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đây là cầu thứ 6 vượt sông Đuống, sau cầu Đuống, Đông Trù, Phù Đổng, Bình Thang và cầu Hồ. Từ cầu Phật Tích, người dân có thể tham quan nhiều danh lam thắng cảnh của Bắc Ninh như Lăng Kinh Dương Vương, chùa Phật Tích. Khi thông xe, cầu Phật Tích hình thành mạng giao thông khép kín giữa khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống của tỉnh Bắc Ninh, giúp kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng và phụ cận như Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương qua các quốc lộ 1, 5, 17, 38 và các tỉnh lộ 276, 287. Các bạn thấy sao về cầu vòm thép cao nhất Việt Nam trên sông Đuống? Hãy để lại ý kiến cá nhân cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.